cách chữa 46 loại bệnh tật bằng mẹo không cần thuốc. 16. Đau bụng. Có thể khỏi nhanh bằng một trong những cách chữa đơn giản sau. A. Hơ bằng điếu ngải, hai lòng bàn tay đụng 10 phút. B. Hơ hai lòng bàn chân đụng 10 phút. C. Hơ rốn và lấy tay lăn quanh miệng. 17. Đau tử cung. A. Gạch rãnh nhân trung từ đầu rãnh, sát mũi đến cuối rãnh, sát bờ môi trên nhiều lần. B. Gạch hai bờ nhân trung và bờ môi trên nhiều lần. 18. Đau đầu dương vật. Chỉ cần hơ đầu mũi độ 1 phút, đầu dương vật sẽ hết đau. 19. Đau khớp háng. Gạch và hơ đường viền cánh mũi một lúc, khớp háng hết đau. Nhớ đau khớp háng bên nào thì gạch đường viền cánh mũi cùng bên. 20. Đau gót chân. Hơ và gõ gót chân đối xứng độ vài phút, gót chân đau hết đau ngay. 21. Đau bụng kinh. Hãy vuốt môi trên vài phút, đau bụng kinh hết liền. 22. Ho ngứa cổ. Chà sát hai cổ tay vào nhau nhiều lần, nhớ hai bàn tay phải nắm lại đã trước khi cọ sát vào nhau. B. Ho cổ tay trong của bàn tay trái đã nắm lại vài phút, ho và ngứa cổ hết rất nhanh. Xin chú ý, bàn tay trái nắm lại, lật úp xuống, mu bàn tay phản chiếu đầu não, cổ tay phản chiếu cổ gáy, bàn tay trái nắm lại, lật ngửa ra, lòng bàn tay phản chiếu trái tim, cổ tay phản chiếu cổ họng.